Hi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì sáng hôm nay mình mới đi mua thức ăn cho mấy con bé, mấy con thú cưng của mình nè các bạn. Hôm nay thì mình thiệt hại hết 40k, 10k cho cá mòi, 10k cho chuồng chỉ và 10.000 sâu với lại 10.000 dế. Mấy cái thức ăn này thì mình bỏ vô cái đồ dự trữ hết trơn rồi. Sâu với lại dế thì mình bỏ trong cái tăng này. Với lại là bỏ thêm một tí cám gà cho sâu với dế nó ăn á, để nó có thể sống được lâu hơn. Còn chuồng chỉ thì mình bỏ vô cái chén này à. Còn mấy con cá mòi thì bỏ vô cái tăng nhựa này. Có mấy con nó đã chết rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt ra cho con ếch vàng của mình ăn ha. Cái con cá bự này thì mình sẽ cho con ếch vàng ăn. Còn mấy con cá nhỏ nhỏ này thì mình sẽ cho con Common ăn. Trời ơi, rớt xuống Common luôn rồi. Thôi bỏ vô cho con Common nó ăn trước đi ha các bạn. Con nó hả hộm ngánh táp kìa. Đây nè, táp đi. Đó, chúng rồi đó. Rồi, như thế là con Common ăn xong rồi đó. Nhanh gọn lẹ không? Ba con cá nó làm cho một nốt nhạt nè. Còn bây giờ thì mình sẽ qua cho cái con ếch của mình ăn. Ếch vàng ăn nè. Ây da, trời trời, giục rồi. Ây da, giật mình mày. Đây, cho nó ăn lại nè. Sao mà nó bữa nay nó táp cái tay mình luôn ta. Hôm nay nó bị cái giống gì á. Nhưng mà hên cái gan của nó không có các bạn. Có găng ta, hình như không có găng á, nên là nó táp mình thấy cảm thấy nhột nhột mà chứ không có đau lắm. Đây nè, coi táp tay mình nè, trời ơi chán nè thiệt chứ, sức cái miếng da của mình ra luôn nè. Nhưng mà cái găng nó không có nhọn lắm các bạn, nhỏ không à, nên là cắn không có chảy máu, sức cái miếng da găng tí à. Mình thấy nó táp như vậy thì chắc nó còn đói á, nên là mình chuẩn bị cho nó thêm hai con cá mòi nữa ha, hai con cá còn sống luôn, bỏ vô đây. Khi nào nó ăn được thì nó sẽ ăn. Đó. Bỏ cho loại qua loại lại cho sang mồi. Rồi, táp dính con này. Con kia thì chắc nó cũng ăn nhanh nhanh thôi. Thôi, còn cá để chổng đi, cho nó bơi qua bơi lại. Khi nào cái con ếch vàng này nó đói thì nó sẽ ăn luôn. Còn bây giờ thì đậy lại kìa. Cái phần dế sâu với lại cá mòi chuồng chỉ này thì chắc có lẽ là mình sẽ dẹp qua một bên hết các bạn. Một tí thì tính sau. Còn bây giờ thì để mình thay nước cho cái hồ cá ngăn lông này nữa nè. Hôm nay thì cái hồ cá ngăn lông này nó quá trời dơ luôn rồi. Nó đóng gông mà nhìn hết thấy mấy con cá nào ở trong đây luôn rồi. Có thấy mình nè, đó. Thấy cái gương phản chiếu lại mình luôn nè. Cái con ếch nó cắn mình lúc nãy gì mà đau dữ ta. Cứ tưởng đâu là nó ở ngoài da không à. Ai dè nó gác dữ thì chứ. Nhưng mà thôi kệ, tí nữa là hết rồi. Bây giờ thì để mình thay nước cho cái hồ cá ngăn lông này cái đó. Đây là mấy cái con cá săn mồi ở trong cái hồ kính của mình nè các bạn. Mình mới vừa rút bớt nước ra. Mình rút bớt nước ra với lại là mình chà cái hồ kính này cho nó sạch gông luôn rồi nè. Bây giờ thì chỉ việc bơm nước vô và nuôi mấy con cá này thôi. Nhưng mà mình thấy cái hồ này thì nó đông quá các bạn. Chắc hôm nay thì mình sẽ bắt hai con cá lau kính bự đó ra. Chờ một con cá lau kính nhỏ ở trong đây nuôi thôi. Cho nó ăn gông ở trong cái hồ kiến này. Với lại là bắt con cá chơi cọp này ra nữa nè. Bắt con cá chê cọp này ra nuôi chung với cái con cá chê bạch tạng ha các bạn. Tại mình thấy con cá chê bạch tạng của mình với lại con chê cọp này thì nó cũng cùng size mà. Chắc nuôi chung được á. Với lại là mình sẽ bắt cái con cá dồ này ra luôn ha các bạn. Cái con cá dồ này thì mình thấy cũng nhỏ nhỏ nè. Nên là nuôi chung với con cá chê bạch tạng với con cá chê cọp chắc không sao đâu. Bây giờ thì để mình bắt hàng cá lau kiến ra trước cái đã. Tại mày đừng có quậy à. Một con. Thêm một con nữa. Trời ơi. Đây là hai cái con cá lau kính mà mình mới vừa bắt ở trên cái hồ này xuống nè các bạn. Hai con này thì mình sẽ thả vô lu này ha. Để trong đây dự trữ đi. Để vài bữa bắt thêm vài ba con nữa thì mình sẽ xử lý nó sau. Bây giờ thì tới mình bắt con cá dồ với lại con cá chê cọp. Hai con cá này thì cá da trơn á, nên là chụp bằng tay không được đâu. Bây giờ thì để mình lấy cái gỗ mình bắt nó mới được. Đây là cái con cá dồ với lại con cá chê cọp mà mình mới vừa bắt ra từ cái hồ cá săn mồi của mình nè các bạn. Hôm gà có mấy bạn hỏi mình cái con cá dồ đâu rồi đó. Có mấy bạn hỏi là cái con cá dồ còn không hay là vô bụng của anh rồi. Thì hôm nay vẫn còn hết các bạn, vẫn khỏe mạnh bình thường. Bây giờ thì mình sẽ không có nuôi chung ở trên cái hồ kiến nữa, mà mình sẽ nuôi chung với con cá chê bạch tạng của mình. Đây, con cá chê bạch tạng của mình thì mình bỏ trong cái lu này nè.
do mình mới bơm nước vô nên là nước nó còn đục quá, không có thấy. Bây giờ thì mình sẽ đổ vô luôn ha. Đó. Nuôi ba con cá đó trong cái lu này đi, hy vọng là sẽ sống được. Để bây giờ thì mình sẽ kêu con cá tra Bạch Tạng lên cho các bạn xem nè. Không biết có lên không ta, hay là mình mới bơm nước vô cái nó bị nhát quá nó không lên nè. Chứ bình thường mình bỏ cái tay vô mình khều khều gì là nó bơi lên các bạn. Thôi các bạn chờ nước ổn định đi, rồi mình sẽ quay lại con cá tra Bạch Tạng với lại con cá tra cọp rồi con cá dồ cho các bạn xem luôn ha. Còn bây giờ thì để mình vô mình bơm nước vô cái hồ này nữa nè. Mình chừa ở trong đây con cá ngân long, con cá hồng vĩ với lại con cá chim. Ba con cá đó là chủ yếu là được rồi ha. Với lại con cá lau kính để cho nó ăn mấy cái gồng á. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành bơm nước vô đây ha. Mình mới vừa bơm nước đầy cái hồ kiến này các bạn. Tại mấy nay nước đổ á nên là nước nó phù sa không à, bởi vậy nó đục ngầu à. Ở đây thì tại mình sử dụng nước ở dưới sông á nên là nó đục vậy đó. Để tí nữa thì mình xuống sông mình quay cho các bạn xem cái màu nước của sông mình nha. Nước nó đen xì à. Nhưng mà cá sống thì vẫn khỏe nha. Tại đó giờ mình sử dụng nước sông không à. Đây là ở dưới sông nhà mình các bạn. Mấy nay nước đổ nên là nước sông phù sa không à. Bởi vậy nó đen xì lì vậy đó. Mình bơm lên mình nuôi cá luôn. Bởi cái hồ cá của mình cũng đục ngầu đen xì lì luôn. Nhưng mà mình có cái máy lọc mà. Lọc khoảng vài tiếng là nước nó trong lại bình thường à. Lúc nãy sẵn tiện mình đang bơm nước á, cái mình có bơm cho cái hồ cá bảy màu này nó đầy nước luôn nè các bạn. Đầy nước như thế này thì mấy con cá nó sẽ bơi lội thoải mái hơn ha. Với lại là mấy con rùa này thì mình cũng mới thay nước cho nó luôn nè, mấy con rùa con á. Hôm nay thì sẵn tiện mình cập nhật cho các bạn xem coi mấy con rùa của mình còn được bao nhiêu con luôn ha. Ở đây thì mình còn một con rùa common, một con ba, với lại là hai con rùa cốt sọc. Cái con rùa tái đỏ hôm trước thì nó cũng ra đi luôn rồi, còn được có bao nhiêu đây thôi. Còn mấy con rùa lớn của mình thì vẫn ok la. Mấy con rùa lớn này thì dễ nuôi các bạn, size như thế này thì nó ít bệnh lắm. Chỉ cần các bạn cho ăn và phơi nắng thôi là nó khỏe à. Đây là con rùa bụng vàng với lại con rùa mắp nè, vẫn khỏe bình thường ha. Để mình thả mấy con cá chép mồi vô cho nó săn ngồi luôn các bạn. Con thứ hai nè, con thứ ba nè. Bỏ ba con cá chép mồi vô để cho nó lội qua lội lại, để có gì cái con rùa của mình nó săn mấy con cá này nó ăn ha. Ở đây thì mình còn 6 con cá chép mồi à, chứ có lẽ là mình sẽ để dành để cho mấy con ếch bắt man nè. Rồi mình quay lại cho các bạn xem luôn ha. Hổm ngày cũng khá là lâu rồi chưa có quay ếch bắt man lại á. Nhưng mà trước tiên thì để mình cho mấy con rùa này ăn cái đã. Cho mấy con rùa con này ăn thức ăn nè. Với lại là bỏ vô một tí bèo cho nó nè. Bỏ bèo vô cho nó ăn luôn. Mấy con rùa này nó cũng ăn bèo nữa mà. Ở đây các bạn có thể thấy con rùa cốt sọc nó đang ăn nè. Quá ngon luôn ha. Hôm nay thì mình cũng sẽ cập nhật lại cái con khủng long sáu sừng cho các bạn xem ha. Từ cái hôm mà mình làm cho nó cái chỗ trú á, cái là nó chung vô cái chỗ trú này nó núp hoài luôn các bạn. Bây giờ thì nó đang ở dưới cái ống nước này nè. Để mình dỡ cái ống nước lên cho các bạn xem nha. Đây, ảnh nó đang dưới đây nè. Đó, hôm nay thì ảnh vẫn còn sống nha các bạn. Mấy clip gần đây á thì mình sẽ quay cái con khủng long sáu sừng này thường xuyên cho các bạn xem. Xem coi khi nào nó mất hoặc là khi nào nó mọc lại mấy cái chân á thì mình sẽ ít quay lại cho các bạn xem. Hôm nay thì hai cái chân nó bị nổi nấm rồi nè các bạn. Các bạn có thể thấy nè, tại nó đang bị xuất huyết luôn rồi. Là cái nấm này làm cho nó bị xuất huyết nè, để mình khử cái nấm này ra mới được. Sau khi mà mình khử cái vết nấm ra rồi thì chỗ cái vết thương nó đang bị xuất huyết nè các bạn. Xuất huyết nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ thì mình cũng đâu biết xử lý ra sao đâu, nên là cứ để đó thôi. Nó chảy cũng nhẹ nhẹ mà, chắc một tí là hết à. Còn đây là thức ăn mà mình chuẩn bị cho cái con khủng long sáu sừng nè các bạn. Là trùng chỉ, mới mua 10.000 trùng chỉ với lại là 10.000 trứng nước bỏ vô đây chung luôn rồi. Bây giờ thì mình sẽ gắp trùng chỉ ra ha. À quên, đây là cái cây gắp của mình mới chế nè các bạn. Cái cây gắp bình thường của mình á thì mình bỏ đâu mất tiêu rồi. Mất tiêu không có xài nên là mình phải chế tạm cái này. Rồi tí nữa thì mình sẽ kiếm cái cây gắp đó lại sao. Có mấy bạn hỏi mình cái cây gắp mua ở đâu á thì mình cũng không biết mua ở đâu hết trơn các bạn. Các bạn có thể nhìn cái cây gắp mình mới chế nè. Rồi làm sử dụng cũng được nha. Nếu mà không biết đường mua thì cứ làm và xài thôi. Cái này là mình dùng cái cây tre các bạn. Mình chặt cái làm hai cái mình buộc đầu lại. Cái mình chiêm cái cây vô đây để cho nó hở ra gì nè. Là nó thành một cái cây gấp thôi. Cái cây như thế này thì các bạn có thể gấp trùng chỉ nè, hoặc là dế, hoặc là thịt gì đó, đút cho mấy con bét, mấy con thú cưng của mình ăn. Giống như mình nè, mình đang gấp trùng chỉ cho cái con axolotl ăn nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đút cho con axolotl ăn trùng chỉ nha. Đây, có mấy bạn kêu mình, đó nó đang ăn nè. Có mấy bạn kêu mình mua trùng chỉ về cho con axolotl ăn thử đi á. Thì mình mua trùng chỉ về cho mấy con cá của mình ăn rồi cái mình cho cái con này ăn thử luôn nè. Hồi lúc mình có xem cái kênh anh Xuân Cường á, ảnh cũng nuôi con khủng long sáu sừng này nè. Rồi ảnh cũng cho nó ăn trùng chỉ á. Nên là
mình bắt chước mình cho theo cũng được. Với lại là có mấy bạn bình luận kêu mình cho nó ăn chục chỉ á, nên là mình cũng làm theo các bạn một phần luôn. Lúc nãy nè ăn một miếng chút xíu vậy chắc cũng no rồi đó. Còn cái cục này thì khi nào nó đói nó ăn tiếp ha các bạn. Để trong đó luôn đi. Bây giờ thì mình sẽ ngâm cái hang chú vô lại để cho nó có cái chỗ núp. Rồi, xong. Bỏ cho nó vô cái hang chú lại nè quên. Chung chỗ núp đi. Cho cái ông cá lóc với lại cái ông củ sừng này ăn tí chục chỉ nè nè. Đó, bỏ vô. Ăn nhiều ăn đi, cho thêm cục nữa nè. Đó. Và ở đây thì mình cũng có mấy con bo bo nữa. Mấy con bo bo này là mục đích cho mấy cái con cá bảy màu con này ăn nè các bạn. Mấy cái con cá full gold mà nó mới đẻ mấy hôm trước á, mình có tách ra riêng này. Thì hôm nay mình mua bo bo về cho nó ăn nè. Để bây giờ thì mình sẽ xúc một tí bo bo thả vô. Đó, nhiêu đây là đủ rồi. Tại mấy con cá bảy màu con mà nó ăn cũng không có nhiều đâu. Bỏ vô nè. Các bạn có thể thấy mấy con bảy màu con nó đang ăn nè các bạn. Khá là ngon lành luôn ha. Cái size cá như thế này thì cũng có thể ăn được chục chỉ rồi đó. Nên là bây giờ thì mình sẽ lấy một tí chục chỉ vô cho nó tập ăn chục chỉ luôn ha các bạn. Đây, một chút xíu như thế này thôi. Bỏ vô đây, con nào ăn bo bo thì ăn, còn con nào ăn chục chỉ thì ăn. Cho nó ăn chục chỉ sớm thì nó sẽ mau lớn hơn. Nhưng mà bù lại thì cái nguy cơ bị sình bụng nó cũng cao hơn nữa. Và đây là cái hồ cá két banh đai của mình. Mình mới set up cái hồ này hôm trước đúng không? Ủa clip trước chứ. Clip trước thì các bạn có thể thấy nước nó đục ngầu à. Nhưng mà clip hôm nay thì nước nó trong vắt luôn nè các bạn. Nhìn đã ha, đẹp hơn nhiều rồi ha. Mấy con cá két banh đai này nó cũng quá trời sung luôn nè. Nó gặp mình nó dí theo cái ngón tay của mình luôn nè. Và cái con cá mái nó cũng chung vô cái hang của nó rồi. Cái con cá mà nó chung vô hang thì nó chuẩn bị đẻ rồi đó các bạn. Các bạn cùng chờ xem nha. Mình đoán không nhầm thì khoảng 2-3 bữa nữa là nó đẻ thôi. Với lại là nó chung vô hang á. Rồi nó giữ cái hang nó cũng ghê gớm lắm các bạn. Để bây giờ thì mình sẽ chỉ cái ngón tay lại gần cái hang nó đuổi mình đi nè. Đó, thấy chưa. Cái tính lãnh thổ của cái con cá này nó cũng khá là cao á. Bởi vậy mình thấy người ta cũng có nuôi thủy sinh nữa các bạn. Người ta nuôi chung với mấy loại cá khác á. Nhưng mà lâu lâu nó dí mấy con cá khác nó cắn ngỡm hoài à. Nên là tốt nhất nuôi riêng như thế này là ok. Một hồ một cặp để cho nó sinh sản nữa. Với lại là một cặp là đủ đẹp hết các bạn. Cũng đâu cần nhiều cá quá đâu. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành cho nó ăn hết các bạn. Cho nó ăn chùng chỉ nè. Lấy cái ngón tay bóc luôn đi. Đây, đục vô. Ăn nè. Đừng cắn tay tao nghe mày. Nãy giờ tao bị cắn hơi bị nhiều rồi đó. Các bạn xem hai vợ chồng nó ăn ngon lành chưa nè. Ok, tạm thời là như thế đi hết các bạn. Có gì chừng nữa nó đẻ thì mình sẽ cập nhật rồi quay lại cho các bạn xem tiếp. Đây là mấy cái hộp nuôi ếch của mình nè các bạn. 4 con ếch Bergman thường với lại con ếch Bergman 4 chấm. Còn đây là cái con ếch đồng. Mấy con ếch Bergman này sang màu thì các bạn quá quen đúng không? Tại lâu lâu mình quay cho các bạn xem một lần mà. Cái con ếch đồng này sang màu thì các bạn chưa xem nè. Để hôm nay thì mình sẽ quay con ếch đồng sang màu cho các bạn xem trước ha. Con ếch đồng của mình thì size nó nhỏ lắm nên là mình sẽ lựa con nào nhỏ nhất ha. Đây con này nhỏ nhất nè. Gội dán mất tiêu luôn. Gội qua cái đầu bên kia luôn rồi. Ếch này nó chạy nhanh quá. Đây, bỏ con cá vô cho mày ăn nè. Xém tí nữa là mất tiêu con ếch đồng ha. Thôi cái gì khó quá mình bỏ qua ha. Bỏ con cá trong con ếch đồng này đi. Khi nào con ếch đồng này nó ăn thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Chứ bây giờ mà mình quay cái cảnh nó săn mồi chắc tệ cả tiếng đồng hồ nữa. Trong cái thời gian chờ đợi con ếch đồng ăn thì mình sẽ cho mấy con ếch Bergman này ăn. Để mình dỡ nắp mấy con ếch này ra trước cái đã. Ở đây là 5 con ếch Bergman của mình. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho nó ăn thôi ha. Ở đây thì mình cũng có 5 con cá mòi luôn. Vừa hính với 5 con ếch này. Một con ếch Bergman thì mình sẽ cho ăn một con cá ha. Đây. Ây da, trời. Ây da, đau. Cái tay của tao mà. Trời. Thường thường nó táp một cái là nó nhả rồi. Còn bữa nay nó táp nó ngậm luôn các bạn. Táp cá đi, đừng có táp tao. Con cá mà nó táp không trúng các bạn. Con ếch nó dở quá, rồi trúng rồi. Cứ tưởng nó mà dở quá chứ. Con ếch nó táp mình gớm gớm luôn à. Nhưng mà không sao, tí lành à. Nuôi mấy con này thì phải chịu vậy thôi. Nó càng hung thì mình nuôi càng thích thôi. Chứ không có gì hết trơn các bạn. Bây giờ sẽ đến con ếch màu đỏ này ăn. Đừng có táp tao nữa à. Nãy bị ếch xanh là không phai nữa rồi đó. Ây da.
Mình mới vừa cho mấy con ếch bắt man ăn xong hết trơn đó các bạn. Nhưng mà cái con ếch đầm của mình nó vẫn chưa ăn nữa nè. Cái con cá nó còn lọi lọi trong đây nữa nè. Chưa có cái biến chuyển gì mới. Dù gì thì nó cũng là ếch đầm, nên là cái tính tình của nó hơi bị sợ người á các bạn. Có con người ở đây thì nó không có ăn đâu. Để chỗ nào yên tĩnh thì nó mới ăn được thôi. Chắc tí nữa thì mình sẽ đem cắt nó. Đem cắt nó tới sáng hôm sau là con cá này mất tiêu à. Tại con ếch đầm này thì nó cũng ăn dữ lắm. Ok, tạm thời là như thế đi các bạn. Khi nào cái con ếch đồng này nó khôn ra được một tí, mình có thể quay được cái cảnh nó ăn á, thì mình sẽ quay rồi đăng lên cho các bạn xem ha. Còn bây giờ thì chắc không được đâu. Và mình cũng xin phép mọi người là mình dừng clip này tại đây ha. Và các bạn cũng đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở clip ngày mai.